Hello, chào quý cô bác, anh chị em và các bạn. Bữa nay mình sẽ chia sẻ món giò thủ. Bây giờ mình sẽ cắt chặt cho quý vị coi nha. Ngon chưa? Đó, quý vị thấy có ngon không? Đây là nấm mèo ha, ngon lắm. Sau khi mà thủi heo mang về thì mình đã lọc ra được một chậu như thế này, thì nó có hai cái tai và cộng thêm má với lại mũi. Trong cái má thì nó đã có thịt như thế này, cho nên mình không cần mua thêm thịt nữa nha các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Rất là ngon, vừa rẻ nữa. Rửa thủ heo thì mình sẽ dùng là muối và giấm. Đây là giấm. Mình dùng dao cạo cho thật sạch sẽ nha các bạn. Cái tai này thì người ta đã cắt rất là sạch sẽ rồi. Nói chung là cái đầu này người ta đã làm rất là sạch sẽ. Về mình chỉ việc lọc nó ra. Rửa sạch sẽ xong rồi, mình vớt ra và mang đi trụng nước sôi nha. Các bạn nhìn coi, nếu như mình mua cái nguyên cái thủ á thì mình sẽ không cần phải mua thêm lưỡi, bởi vì nó đã có tai và đây nó rất là nhiều thịt luôn các bạn. Đó. Cái mũi thì rất là giòn, tai cũng rất là giòn. Chỗ này mình cân là được 1,5 kg nha các bạn. Còn đây là nấm mèo. Miền Bắc gọi là mộc nhĩ. Mình sẽ sử dụng là 50 gram nấm mèo khô. Bây giờ mình mang đi ngâm nha. Mình sẽ ngâm bằng nước nóng cho nó mau. Nấm mèo đã ngâm xong. Mình cắt nha. Các bạn cắt lớn cắt nhỏ tùy ý nha. Có nhiều người thì cắt sợi nhỏ nhỏ ra, nhưng có nhiều người thì cắt lớn. Nấm mèo ngâm mềm xong rồi, các bạn nhớ là dùng giấm với muối bóp cho thật sạch nha. Nó hôi và nó dơ lắm đó nha. Mình dùng một củ hành 25 g nhé các bạn. Sôi mình cho thịt vô trần nhá. Sau khi cho thịt vô thì mình sẽ để là khoảng 2 phút. Bây giờ mình vớt nó ra. Mình để lại 2 cái lỗ tai, bởi vì tai nó cứng hơn, cho nên là tai mình sẽ để khoảng chừng 10 phút nha các bạn. Trong thời gian mình để chờ lỗ tai thì mình đi rửa thịt, sau đó rồi mình cắt nha. Các bạn cắt mỏng thôi, cỡ khoảng gần 2 mm. Mình mua cái thủ về mình cắt ra thì nó sẽ
được nhiều thịt hơn mà rẻ hơn. Và thịt nó cũng ngon hơn. Các bạn có thể mua họ lọc sẵn ra rồi ấy. Thái xong thịt thì cái tai cũng đã xong. Bây giờ mình sẽ làm cái khuôn. Ở đây mình sẽ sử dụng là lá chuối. Và mình dùng một cái lon này. Bạn có thể dùng bất cứ cái lon nào mà các bạn thấy nó vừa với cái size mà các bạn muốn. Thì đây mình dùng bằng cái lon này mà nó bằng cắt tông. Mình không rửa được. Mình đã phải dùng cái food wrap, tức là cái giấy kiếng á, mình bọc nó bên ngoài cho nó sạch nha các bạn. Và lá chuối thì các bạn rửa cho thật sạch. Sau đó các bạn cho vào nước sôi nhúng để mà khử trùng, là một với hai nữa là mình cho nó dai nha các bạn. Mình cắt nhỏ lá chuối như thế này. Các bạn xếp cái lá nó theo chiều dọc như thế này. Thì các bạn cứ một cái dọc lại một cái ngang để cho nó có cái độ dai nha các bạn. Bây giờ các bạn cho cái mô nó vào đây. Sau đó các bạn cuộn. Các bạn dùng tay cuộn, nhấn cái ngón tay này vào đây. Và rồi các bạn để, các bạn thấy nó có cái góc này không? Mình úp nó xuống. Mình úp qua úp lại thế để cho nó đều nha. Rồi, mình sẽ dùng cái cọng thun này. Mình cho vào đây trước. Sau đó thì mình sẽ, các bạn thấy cái đầu mà nó kín không? Mình sẽ các bạn làm sẵn cái mô trước như thế này á, thì chút xíu các bạn cho thịt vô rất là dễ. Các bạn thấy là mình đã làm xong cái mô nha. Bây giờ mình sẽ rút cái ống lon này ra nha. Khi mà các bạn cuộn lá chuối và cột ấy, thì các bạn cột lỏng tay một chút thì các bạn kéo ra nó rất là dễ. Đó. Thế là mình đã có cái khuôn. Chút xíu mình chỉ việc xào thịt và đổ vào đây luôn. Các bạn thấy là mình đã làm sẵn hai cái khuôn như thế này. Mình cho đây một chút xíu dầu ấy nhé các bạn. Dầu nóng mình cho hành vô nhé. Hành vàng mình cho thịt vô. Chỗ này là 1,5 kg, mình sẽ cho vào đây 1 muỗng cà phê gạt muối.
và một muỗng cà phê gạt đường nhé. Hai muỗng cà phê bột nêm rau cải và hai muỗng sốt nước mắm bằng 30 ml. Mình cho vô đây một muỗng rưỡi cà phê tiêu nha các bạn. Cái này phải nhiều tiêu mới ngon, mà nhà mình thì lại không ăn được nhiều tiêu. Các bạn có thể cho tiêu hột nha, giảm lửa xuống còn trung bình giùm mình nhé. Bây giờ nó đã ra nhựa nhiều lắm rồi, nhưng mà vì cái lỗ tai nó rất là cứng, nếu như mà mình không xào kỹ thì ăn nó sẽ rất là cứng các bạn nhé. Nếu các bạn mà rửa lỗ tai hay là rửa thịt bằng giấm thì nó sẽ rất là mau mềm. Được 25 phút rồi, bây giờ mình sẽ cho nấm mèo vô. Giờ mình đậy nắp lại. Ở chế độ lửa là số 2 để 10 phút cho mình nha. Các bạn xào làm sao mà tổng cộng từ 40 tới 45 phút nha. Xào xong rồi, mình bắt đầu gói nha các bạn. Mình bắt đầu cho thịt vô đây nha. Các bạn thấy là mình làm sẵn cái khuôn như thế này. Mình cho thịt vô rất là nhanh và dễ. Các bạn nhấn xuống để cho nó chắc nha. Bạn tha hồ nhấn, nó cũng không bị rách. Bây giờ mình tắt bớt nó đi nha. Mình bắt đầu gói nha. Đó, các bạn ép chặt tay xuống. Rồi, các bạn ép chặt tay thì nó chút xíu nó sẽ không bị lỗ nha. Các bạn thấy tiện không? Mình làm sẵn như vậy đấy, là mình chỉ việc rồi xong. Rồi, cái cọng lạt dư này á, các bạn thắt nút nó lại để mình xách nhá. Rồi, thế là xong một cái. Thứ hai, các bạn biết không, mình gói giò chả mình chỉ thích gói bằng lá chuối để cho nó thơm nha các bạn, chứ mình có cái khuôn đấy chứ, nhưng mà mình không có thích làm. Rồi, mình làm được hai cây nha các bạn, rất là đều. Các bạn thấy là một cái thủ heo mình gói được hai cây chả như thế này, rất là ngon luôn các bạn nhé. Để chờ cho nó đông lại, mình sẽ cắt ra cho các bạn coi. Bây giờ mình cho nó vào trong cái tô này.
Để nhỡ may nó có chảy nước thì nó sẽ chảy vô đây, nhưng mà mình nghĩ nó không chảy đâu. Các bạn nhìn thấy có ngon không? Rất là ngon. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn các bạn ở những video kế tiếp. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký ủng hộ mình nha. Nhớ like, share, comment và subscribe. Nhớ nhấn vào cái chuông nho nhỏ ở phía dưới tay phải để theo dõi những video tiếp theo của mình.